người, mình là Hiền đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cùng nhảy bài đối với Blackpink, Hai Lai Cát, phần điệp khúc và phần break dance của nhá. Let's go. Đầu tiên thì mình sẽ đếm nhịp phần điệp khúc trước. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7 và 8, 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, 1, 2 và 3, 4, 5, 6, 7 và 8 và 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo thì mình sẽ giải thích từng phần cho các bạn như sau. Đầu tiên, mọi người dậm cho mình chân phải. Tiếp theo, tiếp, xoắn mở. Kết hợp với tay như sau. Tay phải này, lên này, đổi trái này, đập mở. Nhìn kỹ các ngón tay của mình nhá. Chỉ này, lên, 2, đập mở 3. Kết hợp cả chân, tay này, dậm, lên, đổi và đập mở. Tiếp theo lên dừng, đưa tay phải ra và bỏ xuống như này. Tiếp theo đổi hông và qua trái, đổi đập nhấc, dẫm chân trái xuống thì hai tay chạm và thắt lưng ra như này. Tiếp theo đan chân chéo, chỉ xoay về như này, như này nha. Sau đó chỉ tay lên trước. Khi tay chỉ có phải như này thì đồng hồ phải để cho mình đầu kỹ đầu này, phải và đây kết hợp với tay chỉ lên trước đã, sau đó đi cùng đầu và đây. Tiếp theo cuồng thấp, người hơi cúi và thấp hông lên hai lần. Tiếp theo dập chân trái lên hẳn, đổi mở này, tay để đây và đồng thời xuống vươn lên, sau đó người mở tay như thế này và xoay một vòng từ trái sang phải. Để mình tiếp theo này chỉ bằng tay trái đây. Và sau đó hai tay đưa về đầu, quay đầu một vòng trái ra sau từng ở đây, đồng thời khi đầu xoay thì nhấc chân trái và mọi người kết hợp cả đầu lẫn nhau thử nhá. Chỉ được chưa? Mọi người sẽ đan hướng bên phải, sau đó nhấc chân này, xoay đầu về trái, thử lại nhá. Xoay và chỉ xoay khi chân dậm thì tay sẽ buông xuống, xoay và hất. Tiếp theo tay phải đưa lên đến đầu và đổi hai tay liên tục như này. Thế thôi, khi mọi người làm như vậy nhá, khi tay chạm đầu thì mọi người đẩy ngược lên, nhưng trước khi đẩy ngược thì mọi người và ra như này, vào này, ngược lên, vào này, ngược lên. Tiếp theo dậm phải tay vào đầu, trái và hông, sau đó mình dậm tay này và dậm trái phải. Kết thúc. Phần còn lại của điệp khúc thì mình sẽ đến cho các bạn như sau. 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 và 8 1 2 3 4 5 và 6 và 7 và 8 và 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 và 6 7 8. Bây giờ mình sẽ giải thích chi tiết động tác nhé. Đầu tiên, mọi người có thể dậm chân phải hoặc trái, tiến lên hoặc đi sang. Đó, tùy thuộc luôn. Khi dậm chân phải thì dùng tay trái lên, lên trái thì dùng tay phải. Thì bây giờ đó, thử lại nhé, đi cho mình 4 nhịp như thế. 1 này, 2
trên không người xuống. Sau đó mọi người về cái tầm giá như thế này, mình đưa tay phải lên, hít căng ngực ra, sau đó hất tay phải xuống thì đưa thêm cái vai hất xuống, hít hất tương tự, hất tương tự, hất. Ok chưa? Tiếp theo các bạn mời làm thăm bá này. Rồi bây giờ mọi người sẽ phiêu đó, phiêu vai này của mình nha. Rồi, tiếp theo, how you like that? Thì chỉ how you like that. Và sau đó về giá như thế nào? Hai tay mở, chụp về cái chân phải, nhấc cái gót chân trái lên như thế này. Tiếp theo, tay đập vào đầu gối, thì đồng thời đưa cái gót, đưa cái mũi chân trái đập vào như thế này. Mình mở này, đặt này. Sau đó, hai tay đưa nha, vòng vào, thì đồng thời nhấc chân trái lên. Thử lại nhá, mở, đập và hất. Tiếp theo, đi lên cho mình 4 năm nhịp, 5 nhịp. Đây là mình 4 nhịp, sau đó về giá như thế này. Mọi người nắm được cái tay này. Được chưa? Hất qua phải và hất qua phải 2 lần. Sau đó, lơi. Còn đối với chân, thì mọi người sẽ dồn từ phía bên trái. Dừng và dừng. Tiếp theo, bây giờ mọi người sẽ phải mở cái hai chân như thế này, mở hai cái đầu gối ra, xoay gót vào, gót vào, đà 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 đà, thử lại nhé, chân dừng này và dừng này, sau đó mình xoay và ra và ra và ra, kết hợp cái tay phía sau nhé, dừng và dừng, theo chân nhanh thả thắt thả thắt. Tay đưa xuống đây, chân phải mở, đưa vào, mở, 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 lại, dừng, dừng, và mở. Sau đó, còn nhiều là lắp. Ok, như vậy là xong phần điệp khúc. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7 và 8, 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, 1, 2 và 3, 4, 5, 6, 7 và 8 và 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, và 8, 1, 2, 3, 4, 5, và 6, và 7, và 8, và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, và 6, 7, 8. Như vậy là mình vừa cùng các bạn tập xong phần điệp khúc của bài How You Like That Blackpink. Hy vọng là các bạn